Vâng, xin chào mọi người ha. Thì bữa nay Thượng làm clip này là để thông báo đến mọi người một cái mini game. Đó là cũng giống như những cái mini game lần trước ha. Thì anh em sẽ chơi trò chơi và chơi free ha. Và sẽ trúng thưởng lần này là một con máy này nha. Con máy CS6000. Đây. Con máy này trị giá là 290.000 nha. À, cái này chỉ gồm con máy thôi chứ không có gồm cái chân để máy này nha. Chân để máy này Thượng đang bán là giá là 130.000. Cái mini game này chỉ trúng con máy câu thôi nha các bạn, con CS6000. Và sẵn đây thì Thuận xin thông báo với bạn luôn là ngày 23, tức là ngày thứ bảy của tuần sau, thứ bảy cái tuần sau Thuận có tổ chức một cái giải câu thi cá tra ở cái hồ câu VD Thuận cũ của Thuận á. Thì tính đến bữa nay là sẽ dưỡng cá được 3 tuần đó. Dưỡng cá được 3 tuần nha các bạn. Giá vé là 750.000 một cây, tối đa là 100 cây nha. Đó, ngày 23 thì nếu anh em nào có rảnh thì cứ đến đăng ký và đến chơi với Thuận nha. Thì về cái mini game này anh em sẽ chơi thế này. Anh em sẽ soạn dùm Thuận cái cú pháp là XXX cộng số điện thoại. XXX là ba con số mà tỷ ít tỷ hỷ tùy ý thích mọi người muốn ha, 1, 2, 3, 5, 2, 1 gì đó tùy. Mình sẽ chọn ngẫu nhiên và cộng thêm số điện thoại của mấy bạn. Số điện thoại để làm chi? Để khi mà mấy bạn trúng số á, thì mấy bạn trúng thì Thuận sẽ gọi lại để mà lấy địa chỉ để giao hàng ha. Thì nói chung làm mini game này nhiều lần người thấy có vui có buồn. Vui là nhiều người chơi, nhiều người hưởng ứng. Tại này Thuận làm free đó, giống như lâu lâu mình làm chi ăn mọi người đó. Còn có buồn đó là người ta trúng rồi không ai phản hồi là mình hết, mặc dù thân nhận rất là dặn rất là nhiều. Ừ, anh nhận được hàng rồi, anh nhớ là đăng feedback là cho em trên Facebook hoặc Zalo, anh tag tên em vô cũng được, nhưng mà không ai làm hết mọi người ơi. Hàng gửi đi thì nhận rồi, đâu có chuyển hoàn gì đâu, hàng không thu tiền mà thượng gửi là thượng trả phí luôn mà, anh em nhận hết luôn nhưng mà không ai mà trả lời là Thuận hết. Không ai mà ấy là Thuận để biết là đã nhận hàng rồi hết. Đó. Thôi dù sao anh em chơi miễn sao trúng thì gửi đến tay mọi người được rồi. Thì thông tin của những người trúng thì Thuận cũng đã để công khai, những anh em khác có thể gọi để xác minh thử ha. Đó. Hy vọng là lần này nhà anh em mà trúng được cái con máy Yolo CS này thì có thể đăng lên feedback cho Thuận trên Facebook hoặc là Zalo hay là gì cũng được, hoặc là comment ở trên dưới video này cũng được luôn nha. Đó. Thì rồi hy vọng cái món quà này nó sẽ có chút ý nghĩa đối với mọi người ha. Thì cảm ơn mọi người đã tin tưởng và đồng hành cùng Thuận trong suốt 3 năm qua. Thì do thời gian gần đây Thuận ít có lên YouTube cũng như là ít có đi thời gian đi câu, lý do là Thuận bận làm một số việc do hồ và có con nhỏ nên là thời gian mình đi được ra khỏi nhà nó khá là ít ha. Đó. Rồi cảm ơn các bạn, chúc các bạn may mắn nha. Em mà quên cái ngày xổ, quên thông báo cho ngày xổ. Ngày xổ sẽ là ngày chủ nhật, chủ nhật nha các bạn. Ngày thứ bảy thì Thượng mắc tổ chức giải câu rồi, thì ngày xổ sẽ là chủ nhật này. Thượng sẽ lấy kết quả của xổ số miền Nam của cái đài đầu tiên. Đài đầu tiên mà mình dò có người trúng thì thôi, nếu mà không người trúng thì mình dò đài kế bên. Nó có ba đài mà đó. Thì cái này mình sẽ làm phi mà, nên là và anh em nhớ ha, anh em phải chọn đúng cú pháp như thế này thì nó mới hợp lệ nha. Rồi, cảm ơn mọi người.